Vâng thưa các bạn, đây là siêu phẩm XPS 9380, một phiên bản nâng cấp của Dell XPS 9370, sẽ có vài màu. Đây là màu gold này, màu silver này, màu trắng luôn và màu đen. Các bạn sẽ thấy máy được ứng dụng vân carbon rất là đẹp này. À, đẹp không? Đây là màu silver, đây là màu đen này. À, ứng dụng camera bây giờ sẽ đổi lên bên trên chứ không phải là ở giữa và ở bên dưới giống như phiên bản cũ. Với màn hình Infinity tràn viền sẽ có phiên bản màn hình 4K, ứng dụng công nghệ màu tiên tiến nhất. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Nói chung một sản phẩm giải trí đẳng cấp nhất thế giới bây giờ đó là Dell XPS 9380. Siêu mỏng, siêu nhẹ, sử dụng pin siêu tốt. Máy sử dụng chip thế hệ 8 Mixlake và pin có thể lên đến hơn chục tiếng dùng liên tục. Âm thanh rất là hay. Các cổng kết nối thì các bạn sẽ thấy là hoàn toàn mới, chỉ có cổng Type-C thôi. XPS 13 phiên bản 2019 các bạn nhé. Vâng thưa các bạn đã thấy là mình vừa giới thiệu đôi led chi tiết về phiên bản đó là Dell XPS 9380. Vừa nãy là trên video đúng không? Còn đây là người thực việc thực. Các bạn sẽ thấy đây là một siêu phẩm. Thực tế mà nói thì chiếc máy này được ra mắt từ năm 2019 và là phiên bản nâng cấp của 9370. Nó chỉ đổi khác đi với thế hệ chip mới và được nâng cấp camera lên bên trên. Đó, các bạn sẽ thấy là một siêu phẩm. Và màu sắc máy của phiên bản mình đang có đây đó là màu silver. Trọng lượng máy chỉ có 1,2 kg, có bảo mật vân tay và theo giới thiệu để chiếc máy có thể dùng thời lượng pin lên đến hơn chục tiếng. Nhưng thôi, chúng ta hãy tính như là một dùng một ngày, không cần phải sạc đã là quá ngon rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu chi tiết vào chiếc máy này và chúng ta sẽ thử test hiệu năng của nó xem nó hoạt động có ok hay không. Mời các bạn đón xem. Thưa các bạn này, để trên bàn chúng ta thì rõ ràng nhìn định hình ở phân khúc thì các bạn sẽ thấy đây là một dòng sản phẩm chắc chắn là cao cấp rồi. Với màu silver, đây còn gọi là màu silver, nếu mà nhìn đây thì rất giống với màu MacBook 2019. Và chúng ta sẽ có một logo Dell được định hình ở giữa, được mạ chrome, nhìn rất là sang. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,2 kg. À, các bạn sẽ thấy là với việc là Unibody liền khối hợp kim nhôm thì cái gì cũng rất là chắc chắn. Sang không? Những chi tiết là hoàn thiện, tối giản nhưng mà nhìn vào rất cao cấp và rất sang trọng luôn. Các bạn sẽ thấy ở bên phải của mình sẽ có hốc loa này và những cái phần viền được mài giũa rất là cẩn thận luôn. Ở đây chúng ta sẽ có đầu lọc thẻ mini SD và đây sẽ có một cổng Type-C. Đây sẽ có một cổng phone mic được tích hợp giao tiếp đó là 3.5 này. Việc mặt trước nó không có cái gờ nào cả và một cái những cái led thiết kế tối giản thì chúng ta mở chiếc máy nó ra sẽ hơi khó một chút bởi vì nó không có gờ để chúng ta mở. Mà máy nó rất là nhẹ, các bạn sẽ thấy mở là hơi khó này. Thôi thì cứ chậm chậm thôi là mở được các bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có bốn cái lỗ nhỏ này. Thì đây là mic các bạn ạ. Con này mic như này thu rất là tốt này. Đây là đèn tín hiệu máy chạy này. Và cũng là chi tiết mặt phẳng ở bên trên. Ở bên này thì sẽ có hai cổng Thunderbolt và tích hợp ở đây các bạn sẽ thấy nó là cổng sạc này. Chúng ta sẽ cắm sạc vào đây. Sạc như này nó sạc sẽ rất là nhanh. Với giao tiếp là USB Type-C để sạc các bạn nhé. Cổng Thunderbolt này. Bấm vào đây để chúng ta biết là cái máy chúng ta còn pin hay không. Ở đây vẫn có một cái hốc loa này. Các bạn ơi, mặt dưới của XPS 9380 nó sẽ không còn cái bình thường nó sẽ có một cái lắp ở đây. Có cái lắp sẽ có thông tin bên dưới của máy. Nhưng mà với 9380 thì bây giờ nó phẳng luôn như thế này. Và bên dưới của nó thì vẫn bằng hợp kim nhôm và những khe hở này sẽ hút không khí vào, tản khí nóng ra đằng sau. Thiết kế như này mình cho là rất là thông minh. Bởi vì chúng ta dùng lâu thì nó cũng sẽ không bị nóng khó chịu so với hai ở bên cạnh như này. Và kể cả logo XPS cũng được mạ chrome rất là đẹp này. Và việc tháo để mở chiếc máy này ra là chúng ta sẽ cần một cái tu vít 6 cạnh như này. Mở hết ra này. Các ốc đều bằng nhau, mình để sẵn rồi. Mở rất là đơn giản. Chúng ta sẽ xem nội tạng bên trong của chiếc máy xem có khả năng nâng cấp được những gì hay không các bạn nhé. Các bạn ơi, mở chiếc máy này ra này các bạn sẽ thấy là không quá khó. Và bên trong này các bạn sẽ nhìn thấy nó kín mít hết rồi. Đúng không ạ? Chả nâng cấp được cái gì luôn. Nhưng thưa các bạn, là một chi tiết rất nhỏ ở đây là chúng ta có thể tháo nâng cấp được cái ổ cứng thế này. RAM được on trực tiếp trên bo main. Và các bạn sẽ thấy là con CPU i7 của mình là 8565U này. Bé này thôi nhưng với hai quạt tản nhiệt làm mát bên trong. Có vẻ những chiếc máy này sẽ tản nhiệt rất là tốt này. Có pin này, có pin các bạn sẽ thấy là dung lượng nó làm rất là lớn, đó là 52Wh này. Đấy, pin lithium. Hai cái loa này rất to luôn này. XPS thì nó là đẳng cấp về giải trí nghe nhạc rồi. Loa sẽ rất là hay.
Các bạn sẽ thấy là kể cả cái wifi cũng được hàn trực tiếp ở trên bo main luôn các bạn ạ. Wifi cũng hàn trực tiếp luôn. Đây, pin set mode này. Đó. Chiếc máy này sẽ cho phép chúng ta nâng cấp chỉ có ổ cứng thôi, toàn bộ linh kiện on board và các bạn sẽ nhìn thấy là kín mít hết, không hở gì cả. Một cái thiết kế rất khoa học. Các bạn ơi, đây là mặt trước của chiếc XPS 9380. Chúng ta sẽ thấy là một thiết kế truyền thống, đó là một màn hình vô cực. Các bạn sẽ nhìn thấy này, rất là mỏng. Và việc đeo đã đưa camera lên bên trên, đó là điểm cộng của phiên bản này. Các bạn sẽ thấy là phiên bản này nó sẽ có vân carbon màu đen và vân carbon màu trắng các bạn nhé. Đây là dòng sản phẩm màu đen như này này. Với vân carbon này nhìn nó rất sang hơn. Các bạn sẽ thấy nó sang hơn. Chuột bấm này. Độ lẩy tương đối tốt, nhưng có vẻ như cái phần chuột này hơi nhỏ một chút các bạn. Mình thấy nó hơi nhỏ. Các bạn lưu ý thì con chuột này sẽ hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm cho các bạn. Đây là vân tay này. Vân tay được tích hợp trực tiếp trên phím nguồn. Các bạn sẽ thấy là bàn phím của nó, mặc dù là dòng sản phẩm 13,3 inch nhưng được bố trí bàn phím rất rộng, cao, lồi và có LED màu trắng như này. Sẽ phù hợp cho các bạn mà gõ phím nhiều, dân kinh doanh. Kể cả phím điều hướng các bạn sẽ thấy nó làm rất là to. Sáng tối bàn phím multimedia điều chỉnh được có từ bên trên như này. Ở đây thì mình đang chạy test ổ cứng nên quạt của máy rú hơi ầm. Các bạn sẽ thấy là ổ cứng của máy có tốc độ đọc lên đến 3GB một giây và tốc độ ghi lên đến sấp xỉ 3GB. Mình xem ổ cứng gì đây, mình chạy cao cái này. Đây là giao tiếp ổ cứng LVMe các bạn nhé, rất nhanh. Ổ cứng của hãng Toshiba với dung lượng 512GB các bạn ạ. Wi-Fi, Bluetooth đều đầy đủ này. Các bạn sẽ thấy là Wi-Fi Killer này. Với giao tiếp AC 1435. Băng tầng của nó là 5GHz các bạn nhé. Quá khủng cho một chiếc ổ cứng như này. Các bạn có thể thấy là mình đang test render. Ôi xà. Các bạn sẽ thấy là với con i7-8565U, điểm render Seabank 15 lên đến 695 CB. Sức mạnh như này thì nó mạnh đến khoảng gần sấp xỉ, đó là 75% so với con CPU i7, đó là 8750H, sẽ có điểm số hơn 1000. Phải nói là Whistlake, một dòng CPU sẽ hỗ trợ các bạn rất là tốt. Cảm hình sử dụng trên máy đó là UHD Graphics 620. Đây còn cả đồ họa on. Với CPU như này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng các phần mềm tính toán Word, Excel có dung lượng nặng, hay thậm chí có thể cắt ghép chỉnh sửa video. Bởi vì CPU nó khá là khỏe, nó sẽ hỗ trợ các bạn render cũng như các bạn chỉnh sửa các trình duyệt mà liên quan đến đồ họa tốt hơn. Mình đang test video 4K. Nói thực sự thì XPS thì điểm mạnh nhất của cái dòng này đó là âm thanh và hình ảnh. Với màn hình độ sáng lên đến 500 nit và tỷ lệ phủ màu lên đến 100% RGB thì đây là một chiếc máy có tỷ lệ phủ màu chính xác, phù hợp cho các bạn dùng trong các lĩnh vực đó là thiết kế hay các phần mềm mà chúng ta cần đến màu sắc chính xác, ví dụ như trong lĩnh vực in ấn thì đây là một cái màn hình rất ok. Đặc biệt màn hình còn hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm với góc nhìn rất rộng. Các bạn nhìn thấy này, 178 độ. Các bạn có thể nghe thấy âm thanh của máy để mình test âm thanh nhé. Sắc của màn hình các bạn nhìn thấy này, siêu LED. Các bạn có thể nghe thấy âm thanh và hình ảnh của máy thì phải nói là tuyệt vời đúng không? Riêng XPS âm thanh và hình ảnh tớ sẽ cho ở thang điểm 10 hết các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây thì tớ đang test bằng phần mềm Fullmax. Các bạn có thể thấy là việc một chiếc máy nó mỏng nhẹ, Ultrabook và được trang bị cấu hình phần cứng tương đối tốt bên trong. Chính vì thế là máy sẽ có hai quạt nằm mát bên trong. Nhưng mà cái nhược điểm của nó, các bạn thấy là một chiếc máy ở trong cái phòng mình đang test đây, đó là chế độ 2D. Thì tiếng quạt nghe thấy rất rõ. Nếu có lẽ là làm việc về đêm thì điểm này có lẽ là điểm không được. Nếu mà so với ThinkPad thì với hệ thống làm mát của XPS vẫn thua, kể cả so với chiếc đó là X1 Gen 6 hoặc Gen 7. Gen 7 bây giờ mình cũng đã làm rồi, chạy rất là mát và rất là êm. Nhưng được cái bù lại thì chúng ta sẽ có nhiệt độ của CPU test tương đối mát thì nó chỉ ở mức trên 60 độ thôi.
chế độ 3D thì nó sẽ rất là giật, bởi vì chiếc máy này mặc dù là tiền rất cao rất đắt nhưng mà với phục vụ đó là 3D thì nó lại đuối, bởi vì máy được trang bị chip U và không cản đồ họa rời, chống chỉ định cho anh em làm đồ họa chơi game chuyên nghiệp trên chiếc máy này. Nó chỉ có thể làm các phần mềm đồ họa và chơi game phổ thông thôi. Các bạn sẽ thấy là mình test cảm ứng cho chiếc máy này. Đây là game Pikachu này, game này rất nổi tiếng trên các dòng smartphone cũng như máy tính, đặc biệt là các thế hệ 8X như mình, giết rất nhiều thời gian cho game này luôn. Và hiện giờ thì thỉnh thoảng mình vẫn bật lên để mình luyện mắt, mình luyện trí nhớ. Các bạn sẽ thấy này, mình sẽ test cảm ứng luôn này. Mắt bây giờ kém rồi, nhìn mãi. Đó, các bạn sẽ thấy là cảm ứng của nó rất là nhạy luôn. Đây, rất nhạy đúng không ạ? Như trên màn hình iPhone, iPad các bạn dùng. Ôi cái bản này khó nhỉ? Nhìn mãi chưa ra này. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể cài vào để chơi nhá. Bây giờ tớ thử test xem nào. Các bạn sẽ thấy là giao diện của báo dân trí này. Nếu các bạn có bút ý, thì các bạn có thể dùng trên chiếc phiên bản này cũng rất là ngon luôn. Mà tay chúng ta hoàn toàn có thể cảm ứng. Tay nó cảm ứng rất là nhạy. Chúng ta có thể dùng zoom to zoom nhỏ này. Ôi em này bây giờ nhìn quyến rũ ghê. Tự nhiên làm người mẫu này. Ca sĩ rất tai tiếng này. Bây giờ mình sẽ thử cảm ứng của con chuột nhé. À, các bạn sẽ thấy là cảm ứng của chuột thì nó sẽ không tiện một màn hình nhưng mà nó vẫn cảm ứng được. Các bạn có thể vuốt này. Các bạn hoàn toàn có thể zoom này. Đó. À, chuột này cũng sẽ hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Nếu các bạn dùng các ngành mỹ thuật mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể dùng vẽ trên màn hình được, bởi vì nó cảm ứng mà. Các bạn có thể sáng tác tranh điện tử hay là tranh vẽ gì trên màn hình này là hoàn toàn ok các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là một chiếc máy doanh nhân để chơi game thì đúng ra cũng hơi sót một chút. Nhưng thưa các bạn, máy mua về để phục vụ chúng ta. Nếu thích game gì thì các bạn cứ cài vào. Nhưng lưu ý thì các bạn hãy nhìn vào thông số mình cài. Ở đây là phần mềm đó là MSI Advanced. Nó sẽ hiện lên cái máy chúng ta đang dùng hết tài nguyên bao nhiêu. Đây là game Left 4 Dead, một game 3D bắn súng này. Mình cài vào này, các bạn có thể thấy là CPU nó sẽ sử dụng hết khoảng 70-80% thôi. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng 60 và nhiệt độ của CPU thì hơi nóng một chút, nó có thể đẩy lên đến tận trên 70 độ. Nói chung là không phù hợp. Chiếc máy này chắc chắn là không phù hợp để các bạn mà nghiện game hoặc là chơi những tựa game nặng, bởi vì với hành các bạn thì thấy là một chiếc máy nhỏ và tiết diện nhỏ này chơi game có lẽ là không phù hợp đâu. Nhưng mà nếu mà thích vào mà có chót nghiện rồi thì anh em chúng ta cứ cài vào để chơi anh em nhé. Âm thanh và hình ảnh của chiếc máy này thì quá tuyệt vời rồi. Vâng, thưa các bạn, các bạn có thấy là mình vừa trải nghiệm phiên bản Dell XPS 9380. Nếu như năm ngoái thì những chiếc máy có cấu hình full như chiếc máy mình xách về đây, đó là trang bị chip đó là 8565U. Đây là một xung nhịp chip tiết kiệm điện, RAM mặc định lên đến 16GB RAM và ổ cứng SSD 512GB hoặc 1TB. Kèm theo đó là phiên bản màn hình 4K màu silver vân carbon bên trong như này, sẽ có giá bán thị trường đâu đó khoảng tầm 55 triệu thời điểm ra mắt. Nhưng sau 1 năm ra mắt thì hiện nay những chiếc giá máy này mình làm xong video này sẽ có giá đó là 39.900.000 cho phiên bản ổ cứng 512GB. Các bạn lưu ý thì đây là máy xách tay nguyên thùng từ thị trường Mỹ về mới 100% các bạn nhé. Sau khi mình trải nghiệm thì mình có cảm thấy là con chuột của chiếc máy này nó hơi nhỏ một chút, nếu mà dùng thì sẽ không sướng bằng các dòng sản phẩm ThinkPad hay MacBook, thì con chuột này có thể là điểm trừ. Nhưng chúng ta sẽ có một cái màn hình như này, kể cả MacBook bây giờ vẫn chưa được ứng dụng cái công nghệ viền màn hình nó mỏng như này, trừ dòng sản phẩm 16 inch bây giờ. Và cuối cùng thì tớ sẽ tóm tắt những điểm được và không được của chiếc Dell XPS này. Đầu tiên đó là máy có một cái thiết kế doanh nhân mỏng nhẹ sang trọng. Điểm mạnh của nó trên chiếc máy thì các bạn sẽ thấy là một màn hình chắc chắn là tuyệt đẹp rồi. Đây được một trong những chiếc máy có màn hình đẹp nhất thế giới hiện nay, với màn hình 13,3 inch Infinity. Nhưng nếu mà nhìn đằng sau thì chúng ta sẽ nhìn như kiểu như là màn hình 12 inch thôi, bởi vì nó rất là mỏng nhẹ và viền màn hình nó rất là mỏng. Việc cải tiến camera thì mình thấy rất ưng trên phiên bản này. Điểm thứ hai nữa đó là chiếc máy được trang bị ổ cứng SSD tốc độ rất tốt, đó là NVMe. Thế các bạn có thấy là tốc độ đọc lên đến hơn 3GB một giây, rất là ngon luôn anh em ạ. Máy có cảm biến vân tay, vân carbon ở bên trên. Cảm biến vân tay thì sẽ giúp các bạn bảo mật các dữ liệu bên trong máy, phải bỏ nói là vô cùng tuyệt vời. Mà đối với các người bên ngoài mà không phải chủ nhân của máy thì sẽ không thể mở của chiếc máy của bạn được. Với vân carbon, đây là dòng sản phẩm kế thừa của các dòng sản phẩm như là 9360, 9370, chống bám vân tay. Có điều là con chuột này thì mình cảm thấy nó hơi bé, mặc dù là cảm ứng đa điểm rất là tốt và hành trình bấm tốt, nhưng nếu mà để so với ThinkPad hoặc so với MacBook thì con này hơi nhỏ một chút. Lẽ ra nó to một chút thì tốt. Nhưng thưa các bạn, ở đây thì cái bàn phím, các bạn sẽ thấy là hành trình bàn phím nó rộng, lỗi cao này, chính vì thế nó chiếm diện tích bên trên khá là nhiều. Và chiếc máy chỉ có trọng lượng 1,2 kg,
nên việc bố trí như này thì chúng ta cũng phải là chấp nhận. Âm thanh của máy cũng là một điều rất tốt. Tóm lại là về âm thanh và hình ảnh của chiếc máy nó chả chê được vào đâu. Chiếc máy nó bé nhưng cái mồm của nó rất là to và âm thanh của nó rất là ngọt. Các bạn có thể nghe thấy rất rõ và không cần phải cắm thêm loa hay tai phone trong một cái phòng khoảng 20 mét nghe là đầy đủ. Với thời lượng pin dùng cả ngày thì cũng rất là ok rồi đúng không các bạn? Và việc được trang máy tất cả các cổng như là Type-C và Thunderbolt và không được trang bị cổng USB thì cũng có thể là điểm trừ, hoặc HDMI cũng là điểm trừ. Nhưng thưa các bạn, đối với các dòng sản phẩm cao cấp đời mới bây giờ thì nó sẽ lược hầu hết là lược bỏ được các cổng truyền thống. Mà nếu mà có cắm để sử dụng các thiết bị đời cũ, ví dụ như là USB hoặc HDMI thì nó sẽ phải cắm thêm một cổng chuyển thì nó cũng hơi lích kích. Nhưng thôi, hiện đại thì bao giờ nó cũng hại điện các bạn ạ, chúng ta vẫn phải chấp nhận đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ thì đều sản xuất ra thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng là đi lên chứ không phải đi xuống. Với giao tiếp Thunderbolt thì các bạn có thể thấy là với tốc độ truyền tải băng thông ra bên ngoài lên đến 40 Gbps, nó nhanh hơn các cổng truyền thống rất nhiều. Chúng ta có thể kết nối ra màn hình 4K, thậm chí là độ phân giải lớn hơn ra bên ngoài mà hoàn toàn ok. Thậm chí là chúng ta có thể cắm thêm cảm hình rời để biến chiếc máy này có sức mạnh kinh khủng để chúng ta chơi game, để chúng ta làm đồ họa trong những cái tình huống cần thiết. Nếu các bạn muốn biến chiếc máy thành một cái chiếc máy có cấu hình cao hơn thì chúng ta sẽ cắm qua EGPU, qua Thunderbolt giao tiếp từ bên ngoài, tăng tốc độ xử lý của cả màn hình, ngon hơn các bạn nhé. Có lẽ là cái điểm mà không được của chiếc máy này thì duy nhất đó là giá bán nó quá cao trên thị trường thôi, còn mọi thứ thì đều là ok. Và với cái cấu hình như này, thực tế để so với những chiếc máy gaming hay là những chiếc máy đồ họa chuyên nghiệp thì nó không thể bằng, bởi vì cấu hình của nó không dành cho các game thủ, không dành cho các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp, mà chỉ dành cho những người cơ động di chuyển đi lại. Đấy, làm các công việc, các ứng dụng văn phòng, các đồ họa ở mức cơ bản, cắt ghép video, chỉnh sửa, các video marketing, lập trình là ok. Các bạn ơi, các bạn chú ý thì chiếc máy này sẽ không có khả năng nâng cấp RAM và CPU đâu. Nó onboard trực tiếp trên bo mạch chủ, nên khi các bạn mua máy các bạn cũng chú ý nhé. Còn phiên bản cao cấp nhất của nó chỉ là 16GB RAM thôi. Duy nhất chiếc máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp ổ cứng. Có một nhược điểm nữa đó là việc một chiếc máy quá mỏng, quá nhẹ như này, nó cũng giống như MacBook thôi. Khi chúng ta chạy các ứng dụng nặng về đồ họa thì chiếc máy hơi nóng một chút. Khá nóng thì đúng hơn, và quạt hoạt động cũng phải nói là ổn, nếu mà so với ThinkPad thì vẫn là ổn. Nhưng nói là về điểm đẹp với điểm hiện đại thì đây là một sản phẩm không thể cưỡng được. Nói chung mỗi một dòng sản phẩm có trên thị trường để sánh ngang thì sẽ có MacBook là một này, sẽ có các dòng sản phẩm ThinkPad này, có các dòng sản phẩm Asus này, hoặc các dòng sản phẩm mà định hình ở phân khúc cao cấp trên thị trường nó đều có. Nhưng Dell XPS thì nó vẫn có một cái điểm gì đó riêng biệt mà các hãng khác không thể theo được, đặc biệt là khả năng hoàn thiện của chiếc máy mình đánh giá rất cao các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình đánh giá, tư vấn cũng như mổ xẻ chiếc Dell XPS 9380 phiên bản Core i7 RAM 16GB và màn hình 4K của mình xin đây là khép lại. Có những sản phẩm gì ngon bổ rẻ thì mình mang đây mổ xẻ giới thiệu đến mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.